Cô chào các con. Trước khi vào tiết học ngày hôm nay, cô thông báo với các con, lớp mình có 3 bạn, bạn Thư, bạn Long, bạn Nhi đang là F1, cho nên các bạn phải học ở nhà. Bây giờ cô giáo kết nối với các bạn để các bạn học cùng với chúng ta nhé. Cô chào bạn Thư, cô chào bạn Long, cô chào bạn Nhi nhé. Con chào cô, con chào cô, con chào các bạn. Chúng mình chào. Ba bạn cho cô biết hôm nay các con có khỏe không? À, tốt rồi. Các con nhớ cố gắng ăn uống đầy đủ để có sức khỏe tốt, để các con nhanh được đến trường học với các bạn nhé. Các con nhớ chưa? À, tốt rồi. Chúng mình cùng bắt đầu tiết học ngày hôm nay. Các con ạ, hôm nay là ngày 25 tháng 12. Thế con nào cho cô biết ngày hôm nay có gì đặc biệt? Cô Mười Vân. À đúng rồi đấy các con ạ, hôm nay chính là ngày lễ Giáng sinh. Bây giờ cô sẽ cho các con chơi một trò chơi. Trò chơi có tên gọi nhận quà Noel. Cô có 3 hộp quà. Hộp quà màu đỏ, màu trắng và màu xanh. Trong mỗi hộp quà là một câu hỏi và các đáp án. Trong đó có một đáp án là chính xác nhất. Bạn nào trả lời đúng và nhanh nhất thì bạn đó sẽ giành được phần quà của cô. Các con đã rõ cách chơi chưa? Các bạn ở nhà các con đã biết cách chơi chưa? À, cô thấy các bạn đã sẵn sàng. Nào bây giờ chúng mình bắt đầu cuộc chơi nhé. Trong 3 hộp quà này, chúng ta chọn hộp quà nào trước? Cô mời Quỳnh Anh. Chúng ta cùng mở hộp quà màu trắng. Công thức tính diện tích hình chữ nhật. A, S bằng A nhân B. B, S bằng mở ngoặc A cộng B đóng ngoặc nhân 2. C, S bằng A nhân A. À, cô thấy cả lớp rất là nhanh. Cô mời bạn Ngọc. À, chúng ta cùng kiểm tra đáp án của bạn Ngọc. Rất chính xác. Món quà đầu tiên đã thuộc về bạn Ngọc, cô chúc mừng con. Cả lớp tên dương bạn nào. Chúng ta sẽ đến hộp quà thứ hai. Cô nhường quyền chọn hộp quà thứ hai cho bạn Vũ Nhi nào. Con chọn hộp quà màu đỏ ạ. À, chúng ta sẽ đến với hộp quà màu đỏ. Câu hỏi như sau, đặc điểm của hình bình hành. A, có 4 góc vuông. B, có 1 cặp cạnh song song và bằng nhau. C, có 2 cặp cạnh song song và bằng nhau. Với câu hỏi này, cô thấy bạn Long có tín hiệu trả lời rất nhanh. Cô mời bạn Long nào. Con chọn đáp án C ạ. À, chúng ta lại cùng kiểm tra đáp án của bạn Long. Yeah, rất tốt. Cô sẽ thưởng cho bạn Long một món quà. Long có nhìn rõ món quà của con không? À, món quà này cô sẽ trao cho con vào một ngày gần nhất mà con được đến trường học với các bạn nhé. Rồi chúng ta sang đến với hộp quà cuối cùng. Hãy nêu đặc điểm của hình bình hành và hình chữ nhật có gì giống nhau. A, có 4 góc vuông. B, có 2 cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau. C, có 1 cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau. À, cô mời bạn Vân nào. Rồi chúng ta cùng kiểm tra đáp án của bạn Vân. Rất chính xác. Chúng mình cùng tên dương bạn. Và hộp quà cuối cùng đã thuộc về của bạn Vân. Cô chúc mừng con. Như vậy chúng ta đã kết thúc trò chơi ở đây. Các con thấy trò chơi vừa rồi có vui không nào? Thế qua trò chơi vừa rồi, bạn nào cho cô biết chúng ta đã được củng cố những kiến thức nào? Cô mời Ngọc Anh. Dạ con thưa cô, qua bài học trên con được củng cố kiến thức tính diện tích hình chữ nhật ạ. À, thế còn ý kiến bạn khác? Cô mời Chi nào. Qua trò chơi này con đã được củng cố về đặc điểm của hình bình hành ạ. À đúng rồi đấy các con ạ. Như vậy, qua trò chơi vừa rồi, các con được củng cố lại kiến thức về tính diện tích hình chữ nhật và đặc điểm của hình bình hành.
Vậy cách tính diện tích hình hành như thế nào? Cô trò chúng ta cùng đến với tiết toán ngày hôm nay. Diện tích hình bình hành. Cô mời bạn Nhi nhắc lại cho cô tên bài học ngày hôm nay nào. Con thương cô là diện tích hình bình hành ạ. À, cô cảm ơn con. Các con theo dõi lên màn hình. Bạn nào cho cô biết đây là hình gì? Cô mời Khang nào. Con thương cô tên là hình bình hành ạ. A, B, C, D. À, cô cảm ơn con. Cô mời một bạn nêu cho cô các cặp cạnh đối diện của hình bình hành. Cô mời bạn Vân nào. Con cho cô cạnh AB đối diện với cạnh BC ạ. Cạnh AD đối diện với cạnh BC ạ. À, nhận xét câu trả lời của bạn. Cô mời con. Con cho cô là bạn chỉ đúng rồi ạ. À, tốt lắm. Như vậy cô thấy bạn Vân đã chỉ rất chính xác các cặp cạnh đối diện của hình bình hành. Trong hình bình hành AB, C, D, cô gọi DC là cạnh đáy. Độ dài cạnh DC chính là độ dài đáy. Bây giờ, từ đỉnh A, cô kẻ đường thẳng vuông góc với đáy DC. Cắt DC tại điểm H. AH là đường cao của hình bình hành A, B, C, D. AH chính là chiều cao của hình bình hành. Thế qua phần cô trình bày vừa rồi, bạn nào cho cô biết chúng ta biết thêm được yếu tố mới nào của hình bình hành? Cô mời Ngọc nào. Con thưa cô, con đã được học thêm đáy và chiều cao của hình bình hành ạ. À, đúng rồi. Bạn nào cho cô biết, vậy diện tích hình bình hành A, B, C, D ứng với phần nào nhỉ? Cô mời Diệp nào. Con thưa cô, diện tích hình bình hành A, B, C, D ứng với phần màu vàng ạ. À, đúng rồi các con ạ. Diện tích hình bình hành ABCD chính là phần màu vàng này đấy. Vậy làm thế nào để tính được diện tích hình bình hành ABCD này? Cô mời một bạn lên chỉ cho cô phần diện tích của hình bình hành nào. Cô mời Chi. Ở dưới lớp các con theo dõi nhé. Phần diện tích ABCD là tương ứng với phần màu vàng ạ. Rồi, nhận xét câu trả lời của bạn. Cô mời Cương nào. Con thưa cô, bạn trả lời đúng rồi ạ. À, đúng rồi các con ạ. Diện tích của hình bình hành A, B, C, D chính là phần màu vàng này đấy. Vậy để làm thế nào tính được diện tích hình bình hành này, cô và các con sẽ đi tìm hiểu tiếp. Các con lấy trong bộ đồ dùng hai hình bình hành như trên tay cô nào. Rồi, tốt lắm. Bây giờ nhiệm vụ của các con là hãy ghép hình bình hành thành hình chữ nhật. Cả lớp bắt đầu làm việc. Các bạn ở nhà chúng ta cùng thực hành nhé. Con cúi xuống làm. Cô thấy các con đã thực hành rất tốt việc ghép hình bình hành thành hình chữ nhật. Các con quan sát trên bảng, cô cũng có hai hình bình hành. Bây giờ cô lấy hình bình hành thứ nhất, cô đặt lên trên hình bình hành thứ hai. Chúng ta thấy đấy, hai hình bình hành này nó chồng khít lên nhau. Vậy các con có nhận xét gì về diện tích của hai hình bình hành này? Cô mời bạn Quỳnh Anh. Con thưa cô, diện tích hai hình này bằng nhau ạ. Rất tốt. Bây giờ cô mời một bạn lên bảng thực hành ghép hình bình hành thành hình chữ nhật. Cô mời Ngọc. Thưa cô, con chia hình bình hành này theo chiều cao của hình bình hành. Rồi con ghép mảnh tam giác nhỏ này sang phía bên phải của hình bình hành và con được một hình chữ nhật ạ. À, nhận xét phần thực hành của bạn Ngọc nào. Cô mời Cương nhận xét nào. Con thưa cô là bạn làm đúng ạ. Cô mời ý kiến của bạn Nhi. Con thưa cô, bạn ghép đúng rồi ạ. Rồi cô thấy bạn Ngọc ghép đưa hình bình hành về hình chữ nhật rất là tốt. Cả lớp tuyên dương bạn Ngọc nào. Rồi cô mời con về chỗ. Nhiệm vụ của các con bây giờ là chúng ta thảo luận theo nhóm đôi để nêu cách tính diện tích của hình bình hành. Thời gian dành cho chúng ta là 3 phút. Thời gian bắt đầu. Các bạn ở nhà chúng ta cùng suy nghĩ để nêu cách tính diện tích hình bình hành nhé. Ta thấy diện tích của hai hình này bằng nhau
độ dài đáy của hình bình hành bằng chiều dài của hình chữ nhật, còn chiều cao của hình bình hành thì bằng chiều rộng của hình chữ nhật. Phần thảo luận nhóm của các con đến đây là hết. Nhóm nào xung phong lên bảng trình bày lại kết quả thảo luận của nhóm mình nào? Cô mời đại diện nhóm Huy nào. Dưới lớp các con chú ý nghe bạn trình bày nhé. Con thưa cô, về diện tích hình bình hành bằng diện tích hình chữ nhật nên con dựa vào diện tích hình chữ nhật bằng chiều dài nhân với chiều rộng mà độ dài đáy bằng chiều dài của hình chữ nhật, chiều rộng của hình chữ nhật bằng chiều cao của hình bình hành nên con tính diện tích hình bình hành bằng con lấy độ dài đáy nhân với chiều cao ạ. Nào các con nhận xét phần trình bày của nhóm bạn Huy. Cô mời nhóm bạn Vân nào. Thưa cô, nhóm bạn Huy đã nêu cách tính diện tích hình bình hành đúng rồi ạ. Cô cảm ơn con. Cô mời các bạn ở nhà nào. Cô mời Long. Con thưa cô, bạn làm đúng rồi ạ. Tốt lắm, cô mời con về chỗ. Dưới lớp mình, những nhóm bạn nào có cách làm giống như nhóm của Huy? À, rất tốt. Thế còn ba bạn ở nhà? Con thưa cô. Nào bây giờ các con hãy nhắc lại cho cô cách tính diện tích của hình bình hành. Con thưa cô, để tính diện tích hình bình hành con lấy độ dài đáy nhân với chiều cao ạ. Tốt lắm, cô cảm ơn con. Các con ạ, để tính diện tích hình bình hành ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao cùng một đơn vị đo. Đó cũng chính là quy tắc tính diện tích hình bình hành. Cô mời Đạt đọc nào. Con thưa cô, diện tích hình bình hành bằng độ dày đáy nhân với chiều cao cùng một đơn vị đo ạ. Cô mời bạn Thư ở nhà nào. Con thưa cô, diện tích hình bình hành bằng độ dài đáy nhân với chiều cao cùng một đơn vị đo ạ. À, tốt lắm, cô cảm ơn con. Các con chú ý, chiều cao cô ký hiệu là H, độ dài đáy cô ký hiệu là A, diện tích hình bình hành cô ký hiệu là S. Bạn nào giỏi nêu cho cô công thức tính diện tích hình bình hành. Cô mời Diệp nào. Con thưa cô, công thức tính diện tích hình bình hành là S bằng A nhân H ạ. Cô mời bạn Thanh nhận xét. Cô mời Ngọc Anh nào. Dạ con thưa cô, bạn trả lời đúng rồi ạ. À, con nêu lại công thức. Công thức tính diện tích hình bình hành S bằng A nhân H ạ. Cô cảm ơn con. Đây cũng chính là công thức tính diện tích hình bình hành. Như vậy, chúng ta đã vừa biết được quy tắc và công thức tính diện tích hình bình hành. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần luyện tập. Bài 1, trang 104, tính diện tích mỗi hình bình hành sau. Các con tính cho cô diện tích hình bình hành thứ nhất. Bạn nào cho cô giáo biết, ở hình bình hành này, người ta đã cho chúng ta biết điều gì? Cô mời Chi nào. Người ta đã cho biết độ dài đáy và chiều cao rồi ạ. Nào, bạn nào đã có câu trả lời? Cô mời Lâm Vân. Con thưa cô, diện tích hình bình hành này là 5 x 9 bằng 45cm2 ạ. Các con nhận xét bài làm của Lâm Vân. Cô mời Phong. Dạ thưa cô, bạn làm đúng rồi ạ. Thế còn ba bạn ở nhà, các con có ý kiến gì không? Thưa cô, con không có ý kiến gì ạ. Con cũng không có ý kiến gì ạ. Rồi, cô cảm ơn các con. Bây giờ chúng ta sẽ đến với hình bình hành thứ hai. Ba bạn ở nhà, các con làm bài xong, chụp ảnh gửi cho cô. Vâng ạ. Rồi, các con làm bài. Cô thấy các con đã làm bài xong, bây giờ chúng ta cùng chữa bài.
Cô thấy ba bạn ở nhà, các bạn đã làm bài xong rất nhanh và đã gửi bài cho cô rồi. Bây giờ chúng mình cùng kiểm tra bài bạn Thư nhé. Đây là bài làm của bạn Thư. Nhận xét bài làm của bạn Thư nào. Cô mời Quỳnh Anh. Con thưa cô, bạn làm đúng rồi ạ. Cô cũng đồng ý với ý kiến của con. Bài làm của bạn Thư đúng rồi đấy các con ạ. Bạn trình bày rất là sạch đẹp, cả lớp tuyên dương bạn Thư nào. Dưới lớp những bạn nào có bài làm giống với quả bạn Thư? À, rất tốt. Cô chấm bài và sẽ gửi bài cho bạn Thư. Chúng ta vừa thực hiện tính diện tích của hai hình bình hành rất là tốt. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang tính cho cô diện tích của hình thứ ba. Các con làm bài. Cô mời bạn Ngọc lên bảng làm bài. Con ngẩng cao nào. Hai cái phòng tối này nhé. Các bạn ngồi ngay ngắn nhá. Cô coi như bạn nào xong cô đi chấm này. Các con quan sát lên bảng, nhận xét bài làm của bạn Ngọc. Cô mời bạn Châu. Con thưa cô, bạn làm đúng rồi ạ. Bạn Ngọc làm bài đúng và trình bày rất là sạch đẹp. Tuy nhiên bạn Ngọc lưu ý lần sau con viết số 2 này lui vào đây một chút nữa, con nhớ chưa? Rồi, cả lớp khen bạn Ngọc nào. Cô mời con về chỗ. Qua theo dõi và chấm bài, cô thấy các con dưới lớp làm bài cũng rất là tốt. Cô khen các con. Vậy qua bài tập 1, bạn nào cho cô biết muốn tính diện tích hình bình hành ta làm thế nào? Cô mời Nhất Anh nào. Con thưa cô, muốn tính diện tích hình bình hành ta lấy độ dài đá nhân với chiều cao của một đơn vị đo ạ. Qua bài tập số 1, cô thấy các con đã biết cách tính diện tích hình bình hành rất là tốt. Bây giờ chúng mình cùng chuyển sang bài tập số 3. Cô mời các bạn ở nhà đọc cho cô đề bài số 3. Cô mời bạn Thư nào. Thưa cô, bài 3 tính diện tích hình bình hành, viết A, độ dài đáy là 4 cm, chiều cao là 34 cm. À, cô cảm ơn con. Ba bạn ở nhà cùng các bạn ở lớp, các con làm bài tập vào vở cho cô. Con lên bảng chưa bà? Bạn Vân đã làm xong bài, cô mời con về chỗ. Các bạn ở nhà đã làm xong bài chưa? À, vậy các con chụp bài gửi cho cô nhé. Vâng ạ. Các con chú ý lên bảng. Đây là bài làm của bạn Ngọc. Và đây là bài làm của bạn Long. Các con quan sát bài làm của hai bạn và nhận xét bài cho cô. Cô mời My nào. Cô
Con thưa cô, bài làm của bạn Vân đúng, còn bài làm của bạn Long sai ạ. Cô muốn nghe ý kiến của Ngọc nào? Con thưa cô, bài của bạn Vân đúng ạ, còn bài của bạn Long sai ạ. À, thế con cho cô biết vì sao bài của bạn Long lại sai? Vì bài của bạn Long chưa đổi đơn vị đo ạ. À, đúng rồi đấy con ạ. Bạn Long và cả lớp chú ý cho cô. Khi tính diện tích hình bình hành, các con lưu ý độ dài đáy và chiều cao phải cùng một đơn vị đo. Nào ở dưới lớp, những bạn nào có bài làm giống như của Vân? À, rất tốt. Bây giờ các con làm tiếp cho cô phần B của bài 3. Cô thấy các con đã làm bài xong, các con cùng quan sát lên bảng. Chúng ta cùng theo dõi bài làm của bạn Long. Long đọc bài làm của mình con. Vâng ạ. B đổi 4m bằng 40 dm. Diện tích hình bình hành là 40 x 13 bằng 520 bằng ngoặc dm vuông đóng ngoặc. Đáp số 520 dm vuông. À, tốt lắm. Cô mời một bạn nhận xét bài làm của Long nào. Cô mời bạn Đăng. Con thưa cô là bạn là đúng rồi ạ. À, cô cũng đồng ý với nhận xét của bạn Đăng. À, bây giờ bạn Long đã làm bài đúng rồi đấy. Cả lớp khen bạn Long nào. Thế ở dưới lớp và hai bạn ở nhà, những bạn nào có bài làm giống như của Long nào? À, các con làm bài rất tốt. Nào các con chú ý, qua bài học ngày hôm nay, muốn tính diện tích hình bình hành, ta làm thế nào? Cô mời Chi. Con thưa cô, muốn tính diện tích hình bình hành, con lấy độ dài đáy nhân với chiều cao cùng một đơn vị đo ạ. Cô mời bạn Nhi nào. Con thưa cô, muốn tính diện tích hình bình hành, ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao cùng một đơn vị đo ạ. À, rất tốt. Về nhà các con học thuộc quy tắc và công thức tính diện tích hình bình hành để các con vận dụng làm các bài tập có liên quan. Tính diện tích của mảnh vườn, thửa ruộng hoặc là mảnh đất có dạng hình bình hành. Các con nhớ chưa nào? Rồi ạ! Qua tiết học ngày hôm nay, cô thấy tất cả các con đều có ý thức học tập rất là tốt. Đặc biệt là các bạn đang cách ly học ở nhà, các con luôn chăm chú nghe giảng. Cô và tất cả các bạn ở trên lớp sẽ luôn đồng hành cùng với các con trong mỗi tiết học. Các con cố gắng giữ gìn sức khỏe để khi hết thời hạn cách ly, các con được trở lại trường để học tập. Cô chào các con. Chào các con.